Alo, chào các bạn. Chúng ta đã gặp lại. Hôm nay chúng ta có gì? Nó một cái bài hướng dẫn như sau này. Tính riêng mỗi loại hàng bán được bao nhiêu từ nhiều phiếu giao hàng khác nhau. Vấn đề đặt ra là, đây tôi có các phiếu giao hàng như sau trên màn hình này. Nó gồm có rất nhiều phiếu. Đây là phiếu số 1, đây là phiếu số 2. Đấy, tôi sẽ kéo sang bên phải này, phiếu số 3, phiếu số 4, phiếu số 5, phiếu số 6, phiếu số 7. Đấy, rất nhiều phiếu. Và tổng mà tôi đếm được nó là tổng 15 phiếu. Với một phiếu thì nó có rất nhiều cái danh tên hàng khác nhau như sandwich show, chả bông lớn. Đây là 15 phiếu là hết rồi này. Tôi trở về đầu đây. Yêu cầu tính riêng từng mặt hàng bán được số lượng bao nhiêu và được bao nhiêu tiền. Đấy, đây chính là cái yêu cầu. Sau khi mà chúng ta xuất hàng ra, chúng ta cần tổng kết được nó là mỗi loại hàng hóa bán được bao nhiêu số lượng bao nhiêu này, được bao nhiêu tiền. Thì đây là một cái bài toán mà chúng ta cũng hay gặp trong thực tế, đặc biệt là trong cái ngành hàng mà chúng ta kinh doanh ấy. Rất nhiều các loại mặt hàng. Ở đây, tôi là cái file nó là phiếu giao hàng ok, tức là cái file này tôi đã xử lý rồi. Thì chúng ta nhìn kết quả đây. Thì nó sẽ tổng hợp đây nó rất nhiều phiếu nhá. Và đây nó tổng nó có 30 mặt hàng khác nhau, không giống nhau. Rồi Matiso, Matico, Matimon. Sandwich sữa xô, các bạn thấy không? Hai cái này nó cũng khác nhau này, nó cũng tách ra làm hai loại sản phẩm. Đấy. Tuy nhiên là chỗ này như là nó cùng tên này, do là chúng ta đặt tên nó là sandwich sữa cộng xô. Còn đây là sandwich xô, sandwich sữa. Đấy. Sữa và xô khả năng là chỗ này là nếu mà viết như này là nó sẽ bị trùng. Tuy nhiên là đây tôi ở trong cái bài này không nói về cái viết như vậy. Cái viết nó làm sao để tách riêng cho từng loại. Đây sandwich sữa này, đây cũng sandwich sữa thì đây. Ở đây nó có hai cái sandwich sữa, có vấn đề ở đây nó là sự khác nhau ở đâu? Đâu đó. Đây tôi để ý như đây là sandwich sữa này nó có hai dấu cách và đây cũng có một dấu cách, đấy là sự khác nhau. Sandwich sộn cũng thế. Đây, ví dụ như đây là sandwich sữa này chẳng hạn có hai dấu cách nên nó phân biệt. Đấy, các bạn thấy không? Nếu chúng ta nhập chuẩn ra về một chữ thì nó cũng sẽ thay đổi luôn này. Đấy. Số lượng xuống còn 20. Sandwich show. Đây, sandwich sữa. Rồi. Thì trong cái khuôn khổ bài hôm nay, không nói về cái việc nó là nhập tên, nó không được trùng nhau. Thông thường thì những cái mặt hàng này mà chúng ta nhập tay ấy, là nó sẽ xảy ra cái lỗi nó là nhập nó lệch về dấu cách thì nó nảy sinh là xuất hiện thêm một cái mặt hàng mới ở đây. Ví dụ cùng là sandwich sữa nhưng sandwich sữa thêm một dấu cách ở giữa hay thêm một dấu cách ở phía sau thì đấy là cái mà quản lý nó không được tốt. Bài này là chỉ nói đến cái việc nó là tổng kết xem cái kết quả của nó là từng loại mặt hàng và được bán được bao nhiêu tiền. Chứ không chứ chứ không tôi không nói SEO cái kia nhá. Thông thường chúng ta quản lý dưới dạng nó là mã mặt hàng. Với một cái mã nó xuất hiện ra một cái tên mà chúng ta được gán trước thì chúng ta rất dễ ở trường hợp này. Rồi. Vậy thì đây, yêu cầu tính riêng từng mặt hàng bán được số lượng bao nhiêu, được bao nhiêu tiền. Tôi có cái phần à tôi có phần nó là một sheet xử lý số liệu, nó gồm rất nhiều cái phần cột như sau này. Thì ở đây sau khi chúng ta tích xuất được một cái loạt cái săn một loạt các tên hàng mà gửi duy nhất ra. Khi đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái phần nó là đây. Sẽ link sang cái bảng kết quả. Vậy là đây chúng ta có 31 mặt hàng khác nhau. Không trùng nhau về tên nhé. Đấy. Không trùng nhau về tên. Rồi. Sau đó thì ở đây phần số lượng này chúng ta sẽ được link từ cái bảng kết quả bên này và toàn bộ số liệu bên này nó sẽ được tự động chạy theo cái bảng mà tôi đã nhập trước ở đây. Ví dụ đây tôi sẽ nhập nó là bánh bánh quy chẳng hạn nhé. Tôi sẽ nhập nó là bánh quy chẳng hạn này. Thì nó sẽ xuất hiện ở cái phần kết quả như sau. Nhập số lượng là 50. 50 cái đi. Đấy, cũng nhập theo in hoa như vậy. Bánh quy thì cứ cho nó là 20.000. Đấy,
là đơn giá là 1 triệu thì xem cần kết quả. Thì phần bánh quy nó xuất hiện đâu? Sữa xô này, sandwich này. Đây xuất hiện 32 rồi các bạn đấy nhá. Nó đã xuất hiện thêm một cái khác rồi đấy. Đây, mục số 7, 50. Ví dụ tôi sẽ nhập tiếp tục bánh quy ở sang một cái phiếu khác nhé. Đây, tôi sẽ copy sang. Copy cái phần này sang cái phần bên này nhé. Đấy. Ở đây cái là số lượng nó nẻ đi tí, nó là 45. Thì là 900 nghìn. Lại tiếp tục xuống cái phần bánh quy. Bánh quy. Đây, mục số 7 nhá. Là số thứ tự số 7 là 1 triệu 9 và tổng nó là 95. Cả neo nó đã tự động chạy ở đây rồi. Đây là lấy riêng một cái mục số 7 nó là bánh quy nhá. Tôi sẽ bôi chọn cái vùng này đi. Để cho dễ, tôi sẽ kiểm tra tiếp tục nhé. Để cái chữ màu vàng đi. Để cái in màu vàng cho dễ nhìn này. Tiếp tục bánh quy mà tôi cũng copy tiếp tục sang cái phần khác. Cái phiếu cuối cùng nhé, cái phiếu cuối cùng đi. Đấy, cái phiếu nó là đây. Ở đây bánh quy nhập nó là 16 hay 17 đi, cho lẻ. Đấy. Và giá cũng không đổi nhé. Nó là 340.000. Chúng tôi kéo lại về cái phần bánh quy ở đây. Mục số 7. Vậy là tôi có nó là đầu tiên là 50 cộng 45 và cộng 17. Thì tổng nó là bằng bao nhiêu? ALT bằng kéo ba cái ổ cột này thôi. Thì nó là 112, thì đây là 112 nhân với cái đơn giá nó là đơn giá là 20.000 đúng không? Đấy, 1 2 3. Thì kết quả của nó là gì? 112 nhân với 20.000 nó là 224.000, à 2 triệu. Đấy các bạn, kết quả rất ok. Thì đấy là cái mà bài hôm nay sẽ tạo được một cái bảng kết quả như vậy. Và chúng ta sẽ kiểm soát tốt về cái mặt hàng mà chúng ta bán ra sau một cái thời gian mà chúng ta bán rất nhiều phiếu như vậy. Ok. Đây tôi có cái phần hướng dẫn như sau này. Đây là một cái file hướng dẫn. Tính hướng dẫn tính riêng mỗi loại mặt hàng bán được bao nhiêu từ nhiều phiếu giao hàng khác nhau. Ở đây trong khuôn khổ của tôi chỉ làm trong vòng 15 phiếu, các bạn có nhiều hơn thì cũng làm tương tự. Và mỗi phiếu ở đây là sẽ có bao nhiêu mặt hàng? Tổng là 11 mặt hàng. Ở trường hợp này là chỉ nằm trong 11 mặt hàng và 15 phiếu. Nhiều hơn mặt hàng thì cũng tương tự, nó sẽ bảng nó lớn hơn, nó nhiều hơn thôi. Ok, đây sẽ bắt đầu này. Đầu tiên tôi sẽ mở cái file là file mà tôi đã loại bỏ rồi nhá. Đây là cái file phiếu giao hàng, ok. Còn đây chính là cái phiếu thực hành, cái file thực hành mà tôi sẽ để đặt đây. Tôi sẽ Ctrl C để paste đây nhá. Tôi sẽ paste đây để tách riêng, các bạn sẽ thực hành cái phiếu này. Đấy, ở đây thì tôi sẽ chấm nó là 1 2 3 đi. Thì đây cái file thực hành này, tôi sẽ triển khai trên cái file thực hành này. Mở ra này. Open chuột phải. Đây, toàn bộ kết quả mà tôi đã xóa đi rồi, toàn bộ đường link. Đấy. Đây là có cái sheet xử lý số liệu. Tôi sẽ xóa cái sheet xử lý số liệu này đi cho nó giống này. Đầu tiên là chúng ta sẽ được cái file, nó là file thực hành. Thì cái file này chính là cái file mà các bạn có các phiếu giao hàng là 15 phiếu. Rồi. Bây giờ là xem hướng dẫn này, tạo sheet xử lý số liệu. Ok. Tạo sheet rất đơn giản. Đây, chúng ta nhìn cái phần là insert worksheet, tích chuột trái vào đây. Xuất hiện một cái sheet này thì tôi sẽ cài đặt các thông số cơ bản bình thường, tích vào cái phần vùng này hoặc Ctrl A, nhấn Ctrl 1, nhấn Agreement, nhấn Crop Text này, nhấn Button Center đây, tôi để Center đây như vậy, nhấn OK. Ở đây, sổ ra, chọn Time Measurement. Tôi đưa con trỏ vào đây, nhấn phím T. Tích vào cái Time Measurement và đây là cỡ chữ 12. Đấy, đây là mấy cái vấn đề cơ bản. Để cho dễ nhá. Để cho dễ, cho nó phù hợp với công thức ấy, thì tôi sẽ cài đặt tiếp tục cái phần. Đây là cùng của tôi là Excel 2010 và
Và bây giờ là ví dụ công thức nhé, ví dụ tôi bằng công thức đây chẳng hạn là if này, đấy, nhấn tab này, thì các bạn để ý đây nó phần phân cách nó là chấm phẩy, thì để cài đặt cái chấm phẩy này như sau. Thông thường thì mặc định nó hay là dấu phẩy lắm. Đây tổ của tôi nó là win 7, tôi sẽ vào start này, vào control panel này, tích mở rộng cửa sổ ra này, tìm đến cái phần nó là region and width này, thì ở đây thì tôi chọn nó là format Việt Nam, các bạn để như vậy. Phần local cũng để Việt Nam cho tôi. Phần format đây nhá, tiếp tục phần format này. Ở Win 7 Ultimate này, bản 32 bit này thì nó có format Việt Nam rồi. Nếu các bạn mà chưa format thì sẽ đi sâu hơn nữa là Estimation Setting đây. Tôi cũng vẫn tích vào đây để các bạn kiểm tra này. Thì cần ta ở chú ý ở cái phần number này thôi. Cái phần dấu chấm phẩy nó nằm ở con số này đây. List parameter là phẩy này. Đây là dấu chấm này. Rồi. Thì ở cái phần region thì chúng ta cứ chọn cái phần Vietnam bit như vậy và cài đặt các thông số như vậy. Sau đó là chúng ta vào phần file option ở đây. Vào advanced nhé. Ở đây chúng ta chọn nó là use system separator. Thì thông thường là để cái phần Việt Nam thì các bạn sẽ được công thức nhập như tôi như vừa rồi. Thì nó không khác gì để cho nó giống cái bài thực hành, nhấn tab này. Là dấu chấm phẩy, là dấu ngăn cách các thành phần ở trong cái công thức, trong các hàm của cái file Excel. Rồi, bài này phần sơ bộ, tạo ra cái sheet và cài đặt các thông số như vậy. Tiếp đến là gì? Link dữ liệu các phiếu sang sheet xử lý số liệu, sắp xếp theo một cột như trong video. Ok, thì trước khi mà link sang thì cũng cần phải tạo các thành phần khác đã, ví dụ như đây. Tôi sẽ tạo các thành phần nó là số thứ tự đây, thành tiền cả ghi chú này nhé. Ctrl C này, sang đây và Ctrl V này. Đấy. Chọn value thôi. Đấy. Thì đây chính là cái thành phần nhá. Đấy. Và đây tôi sẽ quét chọn on border đây. Đoạn này là Ctrl B lên. Và bôi vùng này nó là màu xanh này. Đấy. Đấy, thế này cho dễ nhá. Ở đây thì tôi sẽ Mega Center và bật cấp lock lên. Unikey được bật ở cái Tamiroman Roman bảng mã Unicode. Và đây sẽ để nó là bảng xử lý số liệu nhé. Bảng xử lý số liệu. Đấy. Ctrl B và thông thường cái tiêu đề để cơ chữ 14. Đó. Ctrl S để save này. Bây giờ thì là link. Ở đây là tôi vừa rồi tôi còn phải insert, nó là một cái đây, chính là cái phiếu nhá. Phiếu hàng này, số phiếu này. Đấy. Ở đây thì tôi sẽ tách biệt ra là biết được có bao nhiêu phiếu. Và đây là phiếu số 1, bật tắt các lock đi. Đấy, phiếu 01. Và đây nó là số 1 này. Đấy. Số thứ tự thì bằng này. Tích sang phiếu giao hàng. Tích vào đây, nhấn Enter. Và ở đây thì cũng kéo xuống, nó là khi nào đến số 11 thôi. Đấy. Và như ở đây thì cứ kéo xuống. Và phần tên hàng, phần số thứ tự đến đấy là xong, ok. Phần tên hàng thì chúng ta nhấn dấu bằng, tích sang phiếu giao hàng. Phần ở đây, tích vào cái phần sandwich sữa, Enter. Kéo xuống. Ở đây cũng chỉ cần đến số 11 thôi nhé. Vì đây là chỉ cần 11 thôi. Vẫn giữ nguyên được cái trạng thái này. Chúng ta đưa con trỏ vào đây, kéo ngang. Đấy. Thì toàn bộ cái phần giá cả các thứ nó cũng đưa sang bên này rồi. Toàn bộ dữ liệu đã được chuyển sang. Cả ghi chú luôn nhé. Ở đây ghi chú này quên chưa kéo sang này. Kéo lốt sang cả ghi chú này. Rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ định dạng cái phần này nhé. Phần giá và phần tiền này. Thì chúng ta sẽ Ctrl 1. Nhấn Number. Tích vào Number. Tích vào đây. Xuống. Ok. Và căn nó sang bên phải. Phần số lượng thế. Cái này thì dễ rồi. Thôi thì mấy cái này chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại này. Đấy, cho nó đỡ diện tích. Rồi. Ctrl B cái phiếu này lên. Đến tiếp tục cái phiếu số 2. Cũng tương tự. Đấy, Ctrl B. Ở đây thì chuột phải đây tôi rename nhá. Cũng tương tự cái phiếu trên thôi.
xử lý số liệu. Chuột phải, và đây tôi cho đậm lên. Đấy. Rồi. Phiếu số 2 cũng tương tự. Đây sẽ bằng. Tích vào đây. Phần giao hàng, à phần tên bằng. Đấy. Kéo ngang hết này. Ok. Bây giờ toàn bộ cái vùng này. Format này. Bây giờ chúng ta sẽ kéo toàn bộ cái vùng này xuống này. Đấy. Sau đó chúng ta insert thêm các dòng ở đây nhé. Chuột bôi chọn cái dòng này. Chuột phải này. In này. Đấy. Bây giờ tôi chọn tiếp tục vùng này. Nhấn chuột phải Y. Đấy. Chuột phải Y. Cứ chuột phải Y để insert nhiều. Ok. Như thế nào, như đủ 15 phiếu chưa đấy? Cũng chưa rõ lắm nhưng mà cứ để đấy như vậy sao? Tiếp tục là phiếu số 3. Đấy. Ctrl B. Ở đây bằng phiếu giao hàng, kéo sang này. Tích vào đây. Đấy, 2 đến số 11 thôi. Đây, bằng. Bây giờ chính là cái phiếu đăng link nhé. Link sang sandwich mùi này. Phiếu số 3. Kéo đây rộng ra tí. Kéo sang đây. Đấy. Ở trên nó là phần bích 4 màu. Bích 4 màu đây. Ở đây bích 4 màu thì đây chính là phiếu số 3. Tôi nhầm. Phiếu số 3 thì đây bằng này. Đấy. Bằng. Đây là phiếu số 3. Sandwich sữa ở sau cùng. Kéo ngang. Ok, đến cái phiếu số 4 nhá, cũng tương tự. Ctrl B. Đây, bằng. Ở đây cũng tương tự, bằng sang phiếu giao hàng. Đấy, bây giờ sẽ chuyển sang này, chuyển sang tận cái hàng bên này. Bây giờ tôi dùng cái phím mũi tên di chuyển cho dễ để tránh nhầm. Đấy, xong Enter. Sau đó là kéo xuống cho đủ 11 này, 9 này, thêm hai cái nữa này. Đấy, 11 này. Bằng sandwich mùi, kéo xuống đến số 11, kéo ngang. Tương tự đến cái phần phiếu số 5, Enter, Ctrl B cái nhé. Đây bằng, tích sang phiếu giao hàng. Đây chính là phiếu số 4. Di chuyển bằng cái phím mũi tên để tránh bị sót nhé. Đấy. Đây chính là cái phiếu số 5. Nhấn Enter, kéo xuống, kéo. Đấy, đây đúng 11 luôn. Đây, bằng tiếp phiếu giao hàng, tích vào đây. Bằng. Đến đây là tôi có cữ ở cái số 11 đây rồi. Kéo ngang đến hết. Tiếp tục phiếu số 5. À, ở đây cho dễ nhá, tôi sẽ cố định cái dòng này, tích chuột tích cái dòng số 3 vào view, vào fill pane để giữ cố định nó lại này. Đấy. Như vậy cho dễ. Phiếu số 5 bay sang phiếu số 6. Phiếu 06. Đấy, bằng tích vào giao hàng. Đấy, đây phiếu số 5, di chuyển bằng phím mũi tên. Đây là cái số 5. Enter. Một đen đi này. Bằng tích sang phiếu giao hàng. Yoshi. Đấy. Rồi kéo ngang cho đến hết. Cái phần link này thì cũng phải làm nhanh thôi.
phiếu 07. Cụm tương tự bằng kéo ngang enter bằng đây kéo hẳn xuống dưới luôn đấy số 11 rồi đến đây bằng tích sang phiếu giao hàng tích vào lan nho 30 này rồi kéo tích đây đưa chuột trái xuống này nhấn giữ chuột trái kéo xuống này kéo ngang này với một cái bài khổng lồ như vậy chúng ta phải làm tuần tự nhé không được nhảy cóc phiếu 08 enter đấy. Đây bằng tích vào đây đã biết rằng phiếu 07 thì di chuyển bằng phím mũi tên để tránh bị sót nhé đấy enter đen cái phần số 0 này bằng phiếu giao hàng tích vào cái phần đây chính là cái multi dứa kéo đến cữ số 11 đưa chuột trái giữ kéo ngang đấy phần định dạng này có thể kéo tẹo nó sẽ định dạng sau nhé bây giờ sẽ link toàn bộ dữ liệu sang đã phiếu số 9 phiếu 09 enter nhích lên Ctrl B đây bằng tích phiếu giao hàng tích vào cái phiếu số 1 của cái phiếu số 8 kéo sang phiếu số 9 rồi nhấn enter đặt vào đây đưa chuột trái kéo xuống phiếu số 11 đấy tích vào đây bằng phiếu giao hàng tích vào cái phiếu số 9 trà bông lớn kéo kéo ngang đó sang cái phần nó là Ctrl S để xếp này phiếu số 10 đấy Ctrl B đây tích vào số thứ tự bằng tích sang phiếu giao hàng tích vào sang cái phiếu số 9 kéo ngang để sang phiếu số tiếp theo này enter bằng chúng ta làm tuần tự sẽ không sót tất cả trong cái Excel chúng ta làm lần lượt tuần tự chứ không được nhà vội vàng bằng ok kéo ngang tôi sẽ gửi cái file này ở phía sau của phần mô tả video thì các bạn có thể sử dụng nó như một cái thư viện đấy hoặc làm mẫu. Tuy nhiên để chúng ta kiểm soát tốt thì chúng ta cần xem kỹ cái phần mà tôi đang làm này, toàn bộ các hàm các thứ thì nó sẽ hiểu sâu hơn và chúng ta sẽ không bị lỗi. Đây vẫn là cái phiếu số 1 này, à phiếu sang cái phiếu tiếp theo đây. Enter được phiếu số 11. Các bạn lưu ý nha, thì chúng ta sẽ xem kỹ để chúng ta sẽ biết được cái hàm nó như nào, hoạt động ra sao để khi nó gặp lỗi chúng ta sẽ kiểm soát được. Tránh trường hợp mà chúng ta như tôi đấy, tôi chỉ gửi cái phần một cái file hoàn chỉnh mà tôi đã link toàn bộ ở gần phía dưới. Tuy nhiên nó là khi các bạn sử dụng mà các bạn mà nhỡ may mà xóa cái gì đấy, chúng ta sẽ không thể hồi phục lại được cái file đấy. Phiếu số 12 này. Phiếu 12. Kéo lên Ctrl B, nhầm, Ctrl Z, Ctrl B, enter, gạch sang đây, dấu bằng, tích sang phiếu giao hàng, tích vào cái phiếu 11. Chuột phím mũi tên sang để lần lượt không bị sót. Chúng ta còn 3 phiếu nữa thì phải. Phiếu số 15 là kết thúc mà. Đấy. Chuẩn luôn số 11 bằng. Sang phiếu giao hàng. Trà bông lớn. Đấy. Ok. Kéo ngang. Phiếu số 13. Rồi. Bằng. Ở đây. Tích trở lại phiếu số 13. Dùng phím mũi tên. Bốn cái phím mũi tên lên xuống trái phải. Đấy. Enter. Kéo. Số 11 chuẩn luôn. Bằng. Hình như kéo quen tay. Đấy. Tích vào đây. Phin xuống này. Mũi tên hình chữ dấu cộng. Kéo ngang. Ok. Ctrl S để xếp nhé. Phiếu số 14. Enter. Ctrl B. Bằng. Tích trở lại cái phiếu số 13, kéo ngang sang phiếu số 14, sang số 1 của phiếu số 14, ok. Thông thường cái phiếu bên kia mà đánh số thì cũng dễ nhìn hơn, nhưng không đánh số thì sẽ làm cách như tôi nào, để tránh trường hợp bị sót, đấy. Rồi nhảy cóc cái là nó cũng nổi đấy, hiểu không? Kéo xuống, kéo ngang. Phiếu cuối cùng đây, phiếu số 15. Ctrl B, Enter. Bằng, tích sang phiếu giao hàng.
tích vào phiếu số 14 kéo ngang sang phiếu số 15. Ở đấy hình như là hết rồi đấy, đây phiếu cuối cùng. Đúng là 15 phiếu luôn. Kéo. Đấy. Bằng phiếu giao hàng. Tích vào sàn Wisho. Kéo xuống. Kéo ngang. Ok. Thì đây toàn bộ phần thừa phía dưới tôi sẽ đen nó đi. Kéo xuống này. Nhấn phím Shift này, tích vào cái dòng dưới cùng này. Chuột phải này, đen đi này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lấy nó là kiểm tra nhé. Kiểm tra để xem là tổng nó bao nhiêu này. Tổng này. Tổng. Đấy. Tổng đây tôi sẽ ALTM. 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 Đấy, kéo từ trên xuống dưới đây, hết sạch luôn này. Ở đây chúng ta chỉ cần nó là 167 thôi. Đấy. Thì nó là năm bao nhiêu đây này? Tích vào thẻ home, đóng băng lại này. Thì đây là 58 à 5788, tích sang phiếu giao hàng. Kéo ngang. Thì đây, 5778, đây chính là cái phần sum, toàn bộ cái giá trị phần tổng của từng phiếu. Ok. Vậy là nó link như vậy là chuẩn rồi đấy. Bây giờ xử lý tiếp cho dễ nhìn nhé. Kéo toàn bộ cái vùng này. Cái phần giá và thành tiền này. Đấy, kéo hết vùng này. Nhấn Ctrl 1. À nhầm, Ctrl Shift 1. Sau đó là tích vào cái phần thẻ home. Đây, nuôi hai dấu phẩy. Tích vào đây để được sang bên trái. Rồi. Tiếp đến là cái phần tên hàng. Gạt nó sang bên trái nhé. Kéo năn năn chuột giữa xuống này. Canh sang bên trái này. Đấy. Số phiếu này có thể là co lại này. Cho dễ này. Cho nó nhỏ bớt đi. Không cần phải nhiều. Đấy. Hầu như là đều có thể co lại cho nhỏ này. Cho dễ nhìn nhé. Đấy. Ok. Chỉ có phần tên hàng là nó rộng thôi. Ctrl S để xếp. Rồi, cái bước tiếp theo là gì? Tạo cột đếm lần 1, đếm lần 2, điều kiện 1, điều kiện 2 và thêm cột tiền hàng ở sau cùng. Tạo bảng hai cột danh sách duy nhất gồm số thứ tự và cột tiền hàng. Ok. File thực hành đây. Ctrl S để xếp này. Tôi sẽ cách ra một cái cột để cho dễ nhìn. Đây, chính là đếm lần 1. Đếm lần 01. Đếm lần 02. Mục đích của toàn bộ cái phần cột này đều có mục đích để tìm ra cái giá trị duy nhất nhá. Điều kiện 01, điều kiện 01. Điều kiện 02. Điều kiện 02. Rồi, cái phần nó đây nó cột nó là phần nó là tên hàng. Đấy. Cái phần này tích bôi này có thể cho khác màu đi tí cho dễ ha. Ok. Đấy, bây giờ tôi sẽ kéo xuống dưới này. Kéo cho đến nhấn phím Shift này, phím mũi tên xuống phía dưới này. Kéo cho đến hết ngang với cái cột ở phía bên này. Đến tận số dòng số 167. Sau đó là tích vào thẻ home, tích vào đây để đóng cái toàn bộ lại. Rồi. Chỉ chọn cái phần tiêu đề, Ctrl B. Đấy. Tiếp đến nó là cái phần danh sách duy nhất để chúng ta lọc ra. Cũng cách một cái cho dễ nhá. Không biết đây tích đúp thì sao. Phần điều kiện này thế. Đấy. Rồi, phần tên hàng này tính sau nhá. Bây giờ cái phần nó là danh sách duy nhất đây, gồm chỉ có hai cột thôi. Danh sách là DS duy nhất. En xuống Ctrl B và đặt cái chữ 14 đi. Đó. Đấy. Và đây. Đầu tiên nó là số thứ tự. Đấy, rồi sau đó là tên hàng. Đây tôi sẽ đặt in hoa đi cho nó Ctrl B. Đóng khung. Nhấn phím Shift. Kéo xuống. Ở đây tôi sẽ kéo xuống hết dưới cùng. Để cho nó ngang cùng hết 15 phiếu nhé. Đến cột dòng số 167. Đó. Cũng đóng lại. Rồi. Tiếp theo là cái gì? Phần cột số thứ tự thì ở đây. Thì là danh sách duy nhất. Đặt đây là 1 nhé. Gõ 1 này. Tích vào đây. Đưa con trỏ tích chuột trái giữ này. Kéo xuống dưới cùng để đánh số thứ tự cho nó này. Đấy. Tích vào đây, chọn phim series, hoặc là vừa rồi các bạn quét thì phải nhấn phím Ctrl nhé,
Đây tôi tích vào phim series thì là nó sẽ ra bao nhiêu? 160 năm. Ok, 167. 167, 2, 165 chuẩn luôn. Ở phần này thì cứ đánh nó là đậm lên tí cho dễ nhìn, Ctrl B. Kéo lên. Rồi. Tiếp theo là gì? Trong sheet xử lý số liệu, cột tên hàng, link dữ liệu từ cột tên hàng ở đâu? Ok, chính là đây. Ở cột tên hàng bằng bằng cái cột tên hàng bên này nhá. Enter. Đấy, ở đây thì nó phải kéo xuống này. Ở cái trường hợp cái ý này thì nó đơn giản không? Đấy, toàn bộ dữ liệu đã được link sang đây. Không có gì khó khăn cả. Căn sang bên này để cho nó lệch sang cho nó dễ. Đó. Kép vào đây. Ok, không vấn đề gì. Ý tiếp theo là gì? Sang file hướng dẫn này. Ở cột đếm lần 1, nhập công thức như sau. Count if N3 rồi N3 L3. Ok. Công thức này là tôi sẽ được lấy từ ở cái file trước đó. Thì ở trường hợp này tôi đang nhập giống hệt, tôi có thể copy nó sang. Đấy. Ctrl C này. Ở đếm lần 1 đây, tôi Ctrl V thì nó xuất hiện là đếm ở đây. Hiểu không? Đếm sandwich sữa thì là số bao nhiêu? Đấy. Thì nó đơn giản thì mục đích ở đây nó là gì? Ở đây, mục đích là đánh dấu các mặt hàng xuất hiện đầu tiên là một bao gồm cả mặt hàng số 0 thì chính là đây bằng count o tắt các block đi nhé cho dễ o u n kéo xuống cái phần count if đây nhấn tab tích vào đây và nhấn F4 rồi chúng ta sẽ nhấn dấu hai chấm dấu hai chấm nó thành N3 đây thì cái N3 đầu tiên là chúng ta sẽ cố định cái N3 đấy rồi chấm count if đây nhá xong chấm phẩy xong lại đếm giá trị bằng N3 vùng thì là N3 cho đến N3 N3 đầu cố định và giá trị đếm chính là L3 đóng ngoặc enter thì đây là giá trị số 1 chúng ta kéo cho đến hết dưới cùng luôn dòng số 167 đấy thì cứ giá trị nào xuất hiện là một thì đấy chính là giá trị duy nhất ở đây bao gồm cả giá trị không nhé đây ví dụ như không đây nó sẽ đếm đếm nó là một ok thì mục đích của nó chỉ là đánh dấu nhưng giá trị duy nhất nó là số 1 được đánh dấu bằng số 1 ok tiếp đến cột số 2 nhập công thức mục đích là gì đếm số 1 ở cột đếm lần 1 khi đó số 0 mặt hàng không trùng nạp là giá trị mắc cột đếm lần 2 trừ đi 1 nghe có vẻ hơi khó hiểu tuy nhiên thì là cứ nhập theo công thức xem nó ra thế nào. Mục đích là đếm số 1 này, đây count if này. Copy. Ctrl C. Đấy, ô đầu tiên là ô K3. Ctrl V này. Mục đích đây, đếm đếm giá trị bằng 1 ở cột đếm lần 1. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Đấy. Đếm số 1, đếm số 1 ở cột đếm lần 1 đấy nhá, đếm số 1 của đếm lần 1. Khi đó thì số mặt hàng không trùng nạp giá trị mắc của cột đếm 2 trừ đi 1. Ok. À, cái khi đó thì là đây, khi đó đây coi chấm thôi nhá. Khi đó đây. Đấy. Khi đó thì là số mặt hàng không trùng nạp. Đấy, tức là khi đó số trùng mặc thì nó sẽ bằng mắc của cái cột đếm lần 2 trừ đi 1 vì trừ đi cái số 0 đấy. Đây tôi sẽ sang phiếu thực hành này. Đặt đây, kéo xuống dòng số 167. Thì khi đó chúng ta hiểu thế nào? Đây là 31 trừ đi 1, vậy là có 30 cái giá trị mặt hàng không trùng nạp. Ok. Cũng đơn giản mà. Đấy, ở đây count if này, J3 đến J3, J3 đầu tiên sẽ cố định và giá trị là 1 để đếm giá trị 1. Tiếp đến ở cột đếm điều kiện G01, nhập công thức như sau. Đây, tôi sẽ nhập đây. Ctrl C sang thực hành tích vào đây đấy. Thì mục đích ở đây là gì if này nếu N3 là giá trị tên hàng mà bằng 0 thì nó sẽ bằng 0 giá trị này sẽ bằng 0 còn nếu không nó sẽ bằng K3 enter đơn giản thế thôi thì tôi kéo cụm xuống 167 dòng số 167 đấy. Thì mục đích ở đây là gì đây toàn bộ các giá trị khác bằng 0 này nếu mặt hàng mà mặt hàng không ở trường hợp này
thì là đánh dấu mặt hàng số 0 thì nhận diện bằng số 0, thì toàn bộ các mặt hàng bằng số 0 sẽ nhận diện bằng số 0 ở bên tay trái này. Hiểu không? Ok, toàn bộ số 0, mặt hàng bằng số 0. Đấy. Tiếp đến nhá. Điều kiện 02 thì nhập ô đầu tiên là công thức này. Nó nhập ô đầu tiên là sẽ khác nhá. Đấy. Ctrl C tích sang file thực hành. OKOM2 là ô đầu tiên. Thì ở đây là gì? L3 lớn hơn 0. Vậy là để phân biệt cái mặt hàng lớn hơn 0 thì nó cho bằng 1. Đấy. Còn nếu mặt hàng mà bằng 0 thì nó sẽ bằng, nếu mà bằng 0 thì nó sẽ bằng 0 hoặc nhỏ hơn 0 sẽ đánh số nào bằng 0. Đấy. Ở trường hợp này tôi sẽ đánh cái phần màu đỏ lên để đánh dấu. Đây là cái hàm nó khác đầu tiên nhé. Tiếp đến là sang cái phần công thức ở ô tiếp theo. Chúng ta sẽ sử dụng if or kết hợp với hàm mark ở trong này. Mục đích là gì? Đánh số giá, đánh số này, đánh số. Mục đích là đánh số các mặt hàng duy nhất từ 1 đến hết, không phải là giá đấy. Mục đích là đánh số các mặt hàng duy nhất từ 1 cho đến hết. Đấy. Không bao gồm số 0 nhá, không bao gồm số 0. Đấy, cho này cho chúng ta dễ phân biệt. Thì ở trường hợp này thì điều kiện 2 này tôi sẽ tích lên đây. Đấy. Thì hiểu cái hàm này như nào này, Ctrl C tích sang đây cho dễ nhìn này. Tích đúp này. Ctrl V này. If or, or có nghĩa là or đây là trường hợp là một trong hai đều thỏa mãn thì nó hàm if này sẽ có hiệu lực này. K3 bằng K4. Ok, K3 bằng K4. Đấy, hai giá trị này và bằng nhau. Thì à hoặc L4, đây, giá trị L4 này bằng 0. Giá trị bằng 0 đánh dấu rồi nhá. Thì khi đó thì nó sẽ đánh bằng 0. Đấy, khi B cái cột này bằng 0 này. Khi điều kiện 1 bằng 0 tức là giá trị bằng giá trị của mặt hàng 0. Đấy. Nôm na thì thế cho dễ hiểu, sau đó là bằng, nếu mà ngược lại thì nó bằng max của cái đoạn trên cộng 1. Vậy này nó sẽ cộng liên nối tiếp nhau với các mặt hàng mà giá trị không đồng nhất. Đây là số 2 và tôi kéo xuống dưới cùng. Đấy. Thì ở đây nó là về 30 rồi. Vậy 30 là multi. Chính là cái mặt hàng không trùng lặp multi. Đấy, nó sẽ đánh số đây nhá, các bạn lưu ý này. Nó khác ở chỗ nó là đánh số lần lượt không trùng lặp thì nó bắt đầu nó sẽ xuất hiện đây. Thì nó mới đánh giá trị nhá. Rồi. Cái phần này nó hơi khó hiểu, tuy nhiên các bạn ngẫm một chút ý, thì nó sẽ ra. Ở bài này tôi cũng không diễn giải bằng lời nhưng mà nó sẽ bằng cái công thức nhá. Ở cái bảng danh sách ý tiếp theo, bảng danh sách duy nhất cột tên hàng nhập công thức như sau. Đấy. Một cái công thức này cũng hơi phức tạp tí, copy. Mục đích đây là gì? Sẽ sử dụng hàm if error. Nếu sử dụng hàm index, nếu nó không dò ra giá trị, nó sẽ báo LA thì sử dụng cái hàm if error. Thì khi đó if error này, nếu trường hợp mà nó lỗi thì nó sẽ ở đây, tôi sẽ đoàn ký tự nó là hai ngoặc kép với nhau thì nó ra ký tự trắng. Tôi sẽ tích sang file thực hành. Tích vào cái phần OQ3 chính là phần giá trị danh sách duy nhất, Enter thì nó ra ra sandwich sữa. Ở đây có hàm index, hàm index thì nhập như sau. N3 cho đến N167. Hiểu không? N3 cho đến N167 chính là đây. Ở đây hàm index thì hiểu như thế nào đây? Đầu tiên nó là array. Array thì nó chính là cái vùng mà tôi sẽ vùng nó là L3 cho đến L6167 thì vùng này sẽ được cố định. Các bạn nhớ lưu ý này, vùng này cố định. Hàm index đầu tiên là array. Nó là một cái bảng để chúng ta sẽ tra. Đấy, tra ra giá trị. Sau đó là phần row 5. Đầu tiên là cái vùng để nó dò nhé. Hàm index nó sẽ dò một giá trị, nó bao gồm nó là dòng và cột. Đầu tiên là ở cái bảng là array là ra dòng cột nhé. Tiếp tục là row 5. Row 5 là số dòng thì hàm max là ra hàm mắc đây. Đấy. Hàm mắc thì sao? Hàm mắc thì nó đơn giản rồi. Thì chúng ta sẽ dò giá trị. Đầu tiên đây nhá, hàm mắc này nó sẽ phần là lookup for lead. Chỉ là dò tìm giá trị số thứ tự.
đối chiếu sang cái cột số M này, M3 đến M167. Nó ra giá trị nào đó, nó thì nó đánh cái số ở đấy, nó là số thứ tự bao nhiêu của cái cột này. Ví dụ số 1 này nó sẽ ra giá trị 1. Đấy. Vậy là max của cái bằng 1 nó sẽ bằng 1 nhá. Max của phần số 6 này sẽ bằng 6 này, đây sẽ bằng 7 này. Còn đây nó sẽ đếm bằng nó là từ ở trên này xuống này, 1 2 3 4 5 6 7 7 à 6 này, 7 8 9 10 11 12 13. Vậy là cái này là 12 này. Các bạn lưu ý này. Ok. Rồi, hàm max này thì đầu tiên nó bắt buộc phải kết thúc phần max time phải bằng 0. Đấy. Đây là lookup array, chính là nó sẽ dò ở trong cái giá trị ở L này. À M M đây. Nó sẽ dò giá trị trong cái vùng nó là M đây đây. Đấy, sau đó nó sẽ hàm max nó sẽ trả về giá trị nó là số cái dòng nằm ở trong cái cột đấy. Giá trị đấy xuất hiện, hiểu không? Tiếp đến là cái phần hàm đây, hàm index này. Hàm index thì đây nó là phần row nhá. Trường hợp này phần column. Column thì đây nó chỉ có không có nói chung là array này của tôi chỉ có một cái vùng, nó chỉ có một cột nên là bỏ, có thể bỏ ngỏ không cần cái phần column này đóng trong ngoặc này nhá. Đấy. Không 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 cần cột vì nó chỉ cột duy nhất này thôi. Rồi. Next ngang sang cái thì nó là sang cái hàm nó if errors đây, nếu là valid giá trị. Đấy. Thì nếu nó lỗi đây thì nó sẽ là valid, nếu lỗi là ra đây. Còn nếu mà hàm không lỗi thì nó sẽ bằng cái giá trị trước đó. Ok, enter. Thì đây là sandwich sữa. Phần giải thích của cái hàm này nó cũng rất đơn giản, à cũng đơn giản vậy thôi. Các bạn nên nhập đúng như vậy. Tôi kéo xuống này. Kéo xuống tận 167 luôn, làm 165. Rồi. Thì đấy, đây chính là toàn bộ cái phần tích sang bên phải này. Là 30 chính là cái phần multi. Rồi, Ctrl S. Đấy, nếu mà không có if error thì đây, tôi biết tôi xóa cái if error này đi nhá, xem nó xảy ra hiện tượng gì. Đấy. If error này nó phải bỏ cả cái này đi. Đấy, enter. Thì nó xuất hiện NA, tức là giá trị không xác định. Khi đó là cái hàm index nó không ra giá trị nào. Đấy, tôi kéo ngược lên để được đấy. Rồi. Ý của cái bảng danh sách duy nhất. Rồi. Ý tiếp theo của cái bài hôm nay nó là sang sheet phiếu giao hàng tạo bảng kết quả. Ok. Phiếu giao hàng tạo bảng kết quả thì cũng đơn giản không? Đây nó sẽ có một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột, xong tôi bôi chọn đây. Cũng giống như tôi làm đây, đặt đây là tiêu đề cứ chữ 14. Sau đó là bôi chọn đây. Ok. Đấy. Sau đó là bôi chọn đây nhá, xong rồi ship này, nhấn phím mũi tên xuống dưới này, kéo cho hết xong chúng ta sẽ đấy. Ví dụ đây, tôi tích vào thẻ home, tích vào đây để border tất này. Kẻ khung này, ok. Ở đây chỉ có 30 mặt hàng duy nhất, tuy nhiên cũng không phải kéo quá nhiều, chỉ cần 30 thôi. Ở đây là chỉ có nếu mà 15, 15 nhân với 11. Nếu giả sử là lớn nhất nó là 11 nhân 15 là 150, 165. Vậy là chỉ cần 165 dòng thôi. Bằng. Ở phần số thứ tự thì tôi sẽ lấy bên này. Đấy. Kéo xuống. Thông thường chỉ cần 165 dòng nhưng cũng không cần đến thế, đây tôi chỉ đến 81 thôi nhé, không cần nhiều. Phần tên mặt hàng tôi nick ngang sang. Đấy. Lấy dữ liệu từ bên cái phần cột bên 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 kia sang nhé. Rồi. Tích chuột trái này. Đây là có 30, nó giống với cái bên kia rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ phần số lượng. Phần số lượng thì làm nào? Thì đơn giản không, bằng. Thì tôi sẽ hàm hàng VLOOKUP đây. Đây nói gì? Cột số lượng nhập công thức. Đã nhầm nhá. Số thứ tự, phần cột số lượng đây, cột số lượng thêm chữ G này nhá. Nhập công thức này, sum if xử lý số liệu. Ok. Đấy, hàm sum if nhá. Đây tôi copy, hoặc các bạn tôi sẽ lần này không không copy nữa mà sẽ nhập là hàm sum if như sau. Sum if này. Nó bảo cái vùng mà để chúng ta sẽ dò nhá. Đấy. Xích sang xử lý số liệu. Đây. C.
kéo xuống cho đến tận đây. Đấy. Chuẩn chưa? Đến giá trị thì sao? Giá trị để tích sang trở lại phiếu giao hàng này. Phần giá trị thì không cần phải phiếu giao hàng nhé. Nó nằm ở trong cái phiếu giao hàng rồi thì tích vào đây tiền hàng. Cái phần vùng xử lý số liệu này chúng ta sẽ cố định F4 này vì cái vùng này không thay đổi khi chúng ta kéo xuống dưới. Rồi. Phiếu giao hàng B28 hoặc là không cần phải phiếu giao hàng nữa. Nó mục đích vẫn chỉ ở cái B28 đây rồi. Chấm phẩy. Tiếp đến thì là cái vùng nó là sum rang. Sum rang thì đơn giản, gióng ngang sang. Đây, sum rang chính là phần thành phần số lượng. Đúng không? Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ đóng ngoặc lại. Hàm sum rang. Enter. Thì nó bằng 20. Tương tự chúng ta kéo xuống dưới. Đấy. Sandwich show bằng 0. Có một điều gì đó hơi nhầm. Ở đây phần xử lý số liệu thì chúng ta cũng phải cố định nhé. Cái phần đây, cái phần sum rang này chúng ta cần cố định nó lại để tránh nó chạy. Đấy. Tôi sẽ kéo lại này. Đấy. Thì các con số đều có giá trị. Rồi. Yến này có mấy cái bằng 1 này. Sandwich sữa bằng 20. Ok. Bây giờ phần thành tiền cũng tương tự bằng sum if. Tôi không cần nhìn nha, không cần nhìn nữa, không nhìn nhìn bên kia nữa. Đây, tích vào đây. Kéo lên, nhấn phím shift, tích vào đây. Xong cố định này. Đấy. Chấm phẩy này. Chấm phẩy này, tích vào phần phiếu giao hàng B28 này. Bỏ chữ phiếu giao hàng đi. Chấm phẩy. Để ngăn cách lớp, tiếp tục phần thành tiền. Kéo xuống dưới cùng. Dòng 167. Đóng ngoặc. Cố định cái G3 cho nên G167 bằng. Đây là 100.000. Kéo xuống. Rồi. Ctrl S. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nhé. Ví dụ tổng tiền trước đã. Kiểm tra cái tổng tiền này. Tổng tiền của cái cột đấy. Xem nó bằng như nào cho dễ này. Đây, đặt đây cho dễ. ALM, ALM kéo đây. Kéo xuống dưới cùng. Enter bằng. Đấy, Ctrl B. Cái giá trị tổng tiền 5778 nó đã trùng đây. Vậy là cái này không sai đâu nhé. Rồi, bây giờ kiểm tra tiếp thì làm như nào? Đây sandwich sữa 20. Đây, sandwich sữa 20. Bây giờ các bạn gõ nó là 25 chẳng hạn. Nó sẽ tăng lên không? 15 à? 25 cơ. 25. Đấy, nó tăng lên 25 này. Đấy, ok. Thì cái phần bài hôm nay, tôi trở về 20 này. Bài hôm nay thì cũng không vấn đề gì. Đây đến đây là thành quả đấy, kết quả cuối cùng. Tôi sẽ gửi các bạn cái file mà tôi đã hoàn chỉnh để các bạn sẽ thực hành nó. Và làm nó lấy nói lấy đó làm mẫu hoặc để làm thư viện chúng ta sử dụng thôi cũng được. Tuy nhiên để theo dõi cái bài này thì chúng ta hiểu cách thức để tạo ra được một cái bảng kết quả để xử lý cái số liệu cho toàn bộ 15 cái phiếu như thế nào. Thì bài hôm nay là rất chi tiết như vậy. Đây chính là cái file mà hướng dẫn. Thì tôi sẽ gửi các bạn cái file này thì các bạn sẽ thực hành, các bạn sẽ copy đây sang. Còn về hiểu thì các bạn hàm count if xong rồi các thứ thì nó sẽ xuất hiện ngay ở khi mà các bạn nhập hàm ở đây này. Bảng if này. Alt tab này, logic code này, thì đây chính là cái gọi là cái điều kiện đầu tiên để xem nó đúng sai. Đấy, chính là cái điều kiện xem đúng sai này. Nếu điều kiện đúng thì ra giá trị đúng này ở đây này. Nếu điều kiện sai thì ở phía sau này, thì là ra giá trị phía sau. Đấy, nó rất Excel nó sẽ hướng dẫn các bạn nó từng cái thành phần như vậy. Thì cái bài hôm nay tính riêng mỗi loại hàng bán được bao nhiêu từ nhiều phiếu giao hàng khác nhau. Đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Xin chào.